Xin chào các bạn trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Thì ở khu vực mình á, thì hiện nay á, do tình hình nước mặn nhiễm mặn á, nên nhiều vườn sầu riêng á, bị chết khô á, nên người ta đã đốn bỏ. Sầu riêng nó bị thiếu nước ở trên, nó bị khô hết trơn nữa, còn sơ không. Đây là các bạn có thể thấy là những cái vườn sầu riêng này rất là to luôn. Cây này mình nghĩ khá là lâu rồi, các bạn thấy nó cao cao như cây dừa luôn á trời, vậy mà héo chết hết trơn đó. Cái nhiễm mặn này nó ảnh hưởng người ta biết bao nhiêu, mấy ngày vườn hai tháng là tổn thất cực kỳ nhiều luôn. Và các bạn biết là để là ấy một cây sầu riêng gọi là nó to nó khỏe này và nó ra trái nhiều á, cần có những cái phương pháp xử lý rất là tốn thời gian kỹ thuật và cũng như là nó tốn kém không ít đó, để mà có thể xử lý nó ra hoa ra trái và nó xử lý gọi là cái cây tốt và nó cho trái hiệu quả, thì thực sự là rất là khó và gọi là tốn kém, mà bị như thế này là nổ chết người dân luôn. Rồi các bạn thấy không, nó khô chết Trời, luôn, cây này nó muốn chết khô luôn rồi, khô đọt hết trơn rồi. Vì các bạn biết á, hiện tại là nhiễm mặn á, không có tưới cây không có tưới kiết gì được mà nước nó nhiễm nguyên cái sông luôn. Bây giờ mà cây này mà nó tự hút lên nó cũng hút nước mặn không, nó chịu không nổi. Và cái cây sầu riêng này đặc biệt nó chịu mặn rất là dở luôn đó. Những cây khác chưa chết là nó chết trước rồi, hơi mặn cái là nó ngủm mà đó. Các bạn xem các bạn có thấy tiếc không, nó trồng một cái cây to thế này để nó chết, không phải là một hai cây nó chết, nó cả vườn luôn đó, cả vườn như vậy luôn nè. Các bạn thấy không, tội mấy người trồng sầu riêng không đó, chết khô hết trơn luôn. Với tình hình hạn mặn như thế này á, thì mấy ngày trước thì có một cơn mưa đầu mùa nhưng mà mưa nó không có lớn lắm, tuy nhiên thì cái đợt mưa đó sẽ làm nó dịu bớt và làm bớt mặn hơn, bớt bị nước ta bớt bị nhiễm mặn hơn, nên nhiều người đã dùng cái nước mải nước mưa xuống đó, tranh thủ tưới cho cây này. Còn nhiều chỗ nó bị khô như chỗ này là tưới không có kịp đó, thì nó khô chết hết rồi, người phải đốn hết. Và cái khu vực của mình ở là khu vực cái bè cái sầu riêng này chưa cái già bè Bình An, bị và nhiều vườn sầu riêng bị hạn mặn nó giống như thế này, nhưng mà một số vườn thì họ trữ nước hoặc là mặn ít thôi, hệ tưới đỡ đỡ. Còn chỗ mình nó bị mặn nhiều nè, mình có đem nước mình đi thử vài lần rồi, mà đa số là nước nó vượt cái ngưỡng cho phép để cái tưới cho sầu riêng đó, mình thấy không có tưới được. Sầu riêng này một phần thì cây nó cũng lớn rồi, già rồi, nhưng mà cái phần khác là hổm gà do thiếu nước mặn ha, nên nó nhiều cái đọt nó bị khô chết sơ đọt hết trơn. Đúng xong hết trơn rồi, lẹ.